Rồi phát cho chú đi chị. Đây, để em lấy cho. Đây, chú một hộp nha. Dạ rồi. Chưa. Có nước mắm nữa. Dạ rồi. Cho bà ba. Này đứng đây nó hơi bị chéo á. Tại em không lấy được. Nhanh nhanh lên Ngân ơi. Đây. Bà Bảy, đợi xíu, khoan, để lấy nước mắm. Đây. Rồi. Chị kêu Nhi ra. Nhi hả? Kêu Nhi ra, nó ngủ rồi hả? Còn bé Ti đằng đây, lát đưa cho bé Ti nha. Rồi, dạ không có gì, để lát đi em đưa cho bé Ti nha. Rồi. Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình thật sự rất là vui luôn các bạn. Khi mà được cô Thủy thì cô ấy muốn hỗ trợ 100 phần bánh nước đến cho bà con ở quê em. Thì hôm nay mấy chị em mình cũng đã có chuẩn bị hết rồi. Đây mình xin giới thiệu cho các bạn biết sơ sơ nha. Thì đây là một mâm bánh ướt rất là ngon luôn. Đây là bánh ướt nha, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Ngoài ra thì còn có thêm nem nè, có chả lụa nè, có ba tê nè, rất là ngon. Rồi thêm đó là ăn kèm cho đỡ ngán thì có giá, có gao, rồi đậu phộng nè, rồi mỡ hành phi với lại một ít dưa chua nữa. Trời ơi, cái món này là nó hòa quyện lại với nhau ăn rất là ngon luôn các bạn. Lúc trước mình với lại Ngân cũng đã từng bán một lần rồi, thì lúc đó đi xuống lấy thì người ta, mình với lại Ngân về bán chỉ có 10.000 một hộp thôi, nhưng mà bây giờ xuống thì giá cả nó lên giá đó, nên là mình với lại Ngân lấy là 15.000 một hộp, thì giá nó có hơi cao một chút, thì mong cô với lại các bạn thông cảm cho mấy chị em tụi mình nha. Thì hôm nay là giá là 15.000 một hộp, nhưng mà cô Thủy đã mua hết 100 hộp luôn để mà đi phát cho mọi người ở đây, mọi người ăn một hộp lấy thảo. Thì tụi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Giờ không có để mọi người đợi lâu nữa, dài lên trên á, tụi con tranh thủ buổi sáng để đi phát cho bà con. Chú đứng lại, ghé lại. Bà ba ơi, bà ba lấy rồi, bà ba đi vô giùm con nha. Nha. Đây của chú một hộp nha. Cảm ơn nha. Dạ không có gì. Không tiền hả? Dạ không, miễn phí. Dạ. Xin năm một hộp nữa nè. Cái này á là tụi con phá lệ, con cho bà ba nha. Lúc nãy con đã nói với bà ba rồi là mỗi người chỉ được một hộp thôi. Mà bà ba làm gì là tụi con buồn mà ba lắm á. Nước mắm nói thiệt á. Con đưa rồi nè. Dạ. Bà ba làm gì là con buồn lắm á. Con đã nói rồi, mỗi người chỉ được một hộp thôi. Thì mình đi dài lên trên tí ha chị ha. Dạ, bà hai ơi, bánh nước nè bà hai. Đây. Ủa, nước mắm ở đâu vậy bà hai? Nãy dư của của chị Kiều ha, này của bà hai nha. Dạ, không có gì. Đi thôi. Bây giờ mình đi dài lên nha. Em đi nha chị ba. Rồi, phan chị. Ủa, chị ba chưa để chạy. Chưa. Mình đi lên trên đây, ghé lên đây xíu đi. Cạnh tranh với bà bán bún. Ghé cho bà nội một hộp. Bà nội ơi, ăn bánh nước không? Cho nội một hộp. Cho nội một hộp. Đây, cho bà nội một hộp. Cho bà nội một hộp nha. Cảm ơn nha. Dạ. Đi thôi. Nay cạnh tranh với bà Năm bữa nha bà Năm ơi. Bà Năm bán hết chưa? Trời ơi, chúc mừng bà Năm nha. Để bà Năm bán hết tụi con mới đem ra đó. Mấy đứa ơi, mấy chú ơi, có ai ăn bánh nước miễn phí không? Nhanh lên. Chưa, để ghé vô. Để xíu, ghé vô. Bác Năm ơi, lấy hộp bánh nước ăn đi. Rồi, để chị cẩm xíu nha. Bác Năm ơi, đợi xíu không? Hai hộp đi. Đâu, giám đốc đâu? Kêu giám đốc ra đây, nhanh lên. Con biết giám đốc là ai rồi. Ông Hàng, chú Nam, đi ra đây. Trời ơi. Đây, cảm ơn đi. Cảm ơn. Rồi. Nè hả? Rồi. Đây, cho chú Nam hộp đi. Cho chú Nam đi, cho chú Nam trước đi. Rồi. Cảm ơn, Hậu cảm ơn. Rồi, phải cảm ơn nha. Hậu đâu, lấy cho Hậu. Tương ở đồ mặn à? Dạ, đồ mặn. Mặn hả? Mặn hả? Bữa nay tương hả? Đang tương. Ủa vậy hả? Con không biết. Bữa nay ăn tương hả ta? À, rồi đây. Dạ, không có gì. Chưa, để chị lấy nước mắm. Năm một hộp. Rồi, có nước mắm rồi, cho nước hộp làm sẵn ốp. Ủa, có mắm này hả? Gì mặn hả? Hả, mặn? Ăn tương. Ăn tương hả? Trời ơi, sao vậy nè? Đây, cảm ơn nha. Có nước mắm này hả? Còn tiên nữa. Cho mấy hộp làm sẵn ốp.
Ủa em không biết bữa nay ăn tương luôn chị. Của Tiên. Ăn tương hơn chị Cảnh. Giỏi, không có gì. Rồi đầy đủ hết rồi đúng không? Không. Dạ không. Tại vì có mọi người, có một ít người ăn tương á. Thì mình đi dài dài trên. Thì Mốt ơi ăn bánh nước không? Bánh nước miễn phí. Nước rồi. Đi thôi, dài dài lên. Vậy là hôm nay á mình xui cái là bữa nay ăn tương. Dạ rồi, cắm đây. Ông bà, ông Tư ơi, ăn bánh nước không? Nội ơi, bánh nước không? Mấy cái bọc, mấy cái hộp có gì không là có nước mắm hết rồi. À, có nước mắm rồi ha. Đây, con gửi ông ba. Rồi, ông ba một hộp nha. Còn ai nữa không? Dạ, bác Út. Rồi, đưa bác Út hộp nha ơi. Bữa nay con đưa bác Út rồi mà. À. Cái này mặn. Không, ý là nó đưa cho bác Út trai á. À, đưa cho bác Út gái một cái nữa. À, đây con gửi. Rồi, tiếp tục nha. Bác ba bánh nước nha. Bác ba bánh nước nha. Mấy cái chưa thùng là chưa có nước mắm. Đây con gửi bác ba. Rồi. Dạ không, đây không có lấy tiền. Dạ có cô Hiểm đã mua hết rồi. Dạ con đi đây. Đi thôi. Hiểm hai ơi, bánh nước miễn phí. Chú ơi, ăn bánh nước miễn phí không? Lấy một hộp nha. Đi làm đúng không? Ghé lại. Cho cái bọc luôn Ngân ơi. Cho cái bọc luôn. Có đũa chưa? Rồi, để xíu nha. Dạ rồi, không có gì. Dạ rồi. À, đi thôi. Để từ từ rồi, chị ba vừa làm thôi. Không, rồi. Sao này chị để được. Chú ơi, bánh nước miễn phí nè, cái lại lấy một hộp. Cái lại lấy một phần này. Ngon lắm á. Đi luôn rồi. Chú sợ. Xe. Cái chú này nè. Bảy. Ủa Bảy đi đâu lên đây vậy? Đi mặn. Ủa? Con để bỏ xe ông Bảy được không? Được. Rồi Bảy lấy một hộp nha. Dạ không có gì. Phát giờ này á nên là mọi người á còn ăn sáng kịp. Tại vì giờ này chú có đi làm 7 giờ mới vô làm được. Bà Tư ơi, con không có cho bà Tư được rồi. Bánh mặn. Cái này đồ mặn. Dạ. Dạ rồi, xin lỗi bà Tư nha. Trời ơi, tội nghiệp bà Tư gọi nước. Bà Hai, bà Hai. Khánh lên đây, Khánh lên đây. Dạ mặn. Bà Hai ăn tương. Bữa nào con làm đồ tương cho bà Hai nha. Đưa cho Khánh một hộp nha ơi. Rồi Khánh nói làm sao? Nó cảm ơn. Giỏi. Thì rồi, thêm một người nữa. Nhân kìa. Một hộp nữa. Lát kêu mấy chị ra lấy bánh nha. Rồi Nhân nói cảm ơn đi. Cảm ơn. Giỏi. Rồi đi nha. Đi qua khúc này cái đi chị ba, chị ba. Rồi. Nhanh lên. Đi thôi. Ai ăn bánh nước miễn phí không? Bánh nước miễn phí đây. Chú ba ơi, lấy một hộp bánh nước đi. Rồi, xuất xuất lại đằng đây xíu nha chú ba. Rồi, lấy đi nha ơi. Có nước mắm rồi luôn ha. Nè chú ba ơi. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi, không có gì. Hộp nữa Ngân ơi. Đi. Chị rút ra đây, nhanh lên. Rồi, chị đi đây. Giỏi. Đi nhanh lên chị ba. Đi lên, xích lên trên. Phút này á, không có ai hết trơn á. Ai, bánh nước không? Bánh nước miễn phí đây. Bánh đây, bánh đây. Mình mà không tranh thủ đi sớm á, là mọi người đi làm hết trơn à. Ai bánh nước không? Bánh nước đây. Ở phía trên con thấy có người kìa. Bánh bánh bánh. Bánh Hai ơi. Bánh Hai là bánh Hai không ăn đâu. Dạ. Bánh này ngon lắm luôn á. Ở quê mình á là không có bán bánh này đâu. Chỉ có mình mới có bán thôi. Chị Hai ơi. Bánh. Chị, bánh
miễn phí. Bánh. Ra đây. Em bé tên gì vậy ta? Nhớ con. Em ơi, ra đây nè. Nhanh lên. Áo. Chú. Nhanh lên. Anh, lại đây nhanh lên. Anh. Anh gì đây? Đây, bánh nước miễn phí tặng anh một hộp. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, không có gì. Em ra đây lấy nè, nhanh lên. Ăn đưa nha. Ai đang ngủ rồi nha. Chắc ba ăn đưa vậy. Kêu hút dạ, kêu hút dậy lưu bánh không có chửi luôn. Ông ơi, bánh nước không ơi. Chị có định nước mắm trong hộp chưa? Chưa, chưa rồi. Nghe ơi, xích xích chưa? Lấy bánh đây, bà Chính ơi. Bà Chính ơi. Không, bà Chính kìa. Chính ơi, Chính ơi, ra đây. Nhanh lên bà Chính ơi. Chính ơi, ra đây nha con. Bọc hả bà? Rồi. Ông bánh mặn nha. Quên, ông ngoại. Ông một hộp nữa. Kêu bà Chính ơi, nhìn kêu đi bà Chính ơi. Mấy chú ơi, mấy chú ơi. Bánh nước miễn phí mấy chú ơi. Bà Năm ơi, bà Năm nhanh lên. Mày kêu gì mà mày kêu như kêu hồn vậy? Nhanh lên. Mày kêu gì mới ra được chứ. Được, được rồi, bà Tư ăn tương mà sao mà lấy. Tương, tương. À cho bà Mười ha. Ông Hai ăn bánh nước không? Ông Hai bánh nước miễn phí ngon lắm á. Nhanh lên mấy chú ơi. Dạ. Làm gói thôi. Ra đây, ra đây. Ra đây nhanh lên. Dạ đây. Đây nè. Ngon lắm á. Ở đây không ai bán đâu. Chết rồi, chị ba làm không kịp công sức rồi. Để xíu nha, đây nè. Có bọc kè làm xích chị đi. Dạ có nước mắm ở chỗ rồi. Thì chị ba đang đếm cũng không biết gấp từ đâu nữa. Đó. Ngay đó đông phẩm chưa? Đó. Đây các bạn ơi, đây là một hộp bánh nước nè, hoàn chỉnh nè. Đó, rất là ngon luôn, có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Có mỡ hành nữa. Em không múc được luôn á. Chị để dưa chua rồi, nó cắm rồi. Ủa, chị để rồi hả? Đi chơi mình xích lên trên kia xíu đi chị ba. Dạ, xích lên trên kia xíu đi rồi được. Bà Tư ơi, bà Tư ra đây được không bà Tư? Được, bà Tư rồi. Xích lên trên đây xíu. Được, bà Tư rồi hả? Tới ông Hai kìa. Ông Hai... Bác Năm ơi, ăn bánh nè. Hả? Bánh không rau. Ông Hai không rau hả? Cái này có rau. Có rau. Để đi. Kìa đi. Ôi, lấy bánh nước miễn phí nha, đợi xíu. Trời ơi, trên kia quá trời người luôn. Nè, không rau nè. Chị ba có thể cho thêm miếng bánh nước. Không rau có giá không ta? Không rau mà, không rau không giá. Biết order không rau thì kêu là không rau thôi. Đi thôi. Ê, cho tao một hộp đi. Má tao xin. Kìa đó đó, có hộp đó đó. Rồi, đi xích lên đây xíu đi chị ba ơi. Rồi nó có cái nhạc đó. Miễn phí nha. Lâu lâu mới có một lần. Gì? Năm thở mà thì mới có một lần khi nha. Chứ không phải bánh mì đâu mà mỗi ngày mỗi con. Chậm là hết đó. Nhanh lên mấy bà ơi, bánh nước miễn phí. Nhanh lên bà Bảy ơi. Ra đây nè. Ông Chính ơi. Chú Điệp ơi. Thôi đừng nói nghỉ ăn nha. Chứ nó thèm lắm luôn á. Vì đặt nó nghỉ ăn. Không tin đâu. Mỗi người một phần đi. Ở trong kêu ra giùm con nha mọi người. Kêu ra giùm con đi mấy cô. Kêu ra giùm con đi. Rồi, gom ra bà con ơi. Chú Ken nữa kìa. Bà con ơi. Để con lấy đũa. Rồi, lẹ đi. Nè, cháu nội luôn đi. Ồ, cháu nội cưng quá. Đây cháu nội. Rồi. À, rồi. Rồi. Dạ. Rồi. Bye bye Ken nha. Ôi, bữa nay biết mi gió nữa, ghê thiệt. Khủng khiếp quá. Chị Pa ơi, chị Pa. Nhanh lên, mấy Pa ơi.
Đâu rồi, Bảo lấy rồi hả? Cho em một hộp nha. Bà Chính ơi, bà Chính có chưa? Chưa. Bà Chính nhanh lên. À, bà Chính đi ra đây. Đây làm hộp cho chú Đẹp ơi. Cho chú Đẹp hộp mới được. Thôi chú Đẹp phong bì. Bắt đầu chưa? Chú Đẹp nói vậy thôi, chú Đẹp khoái lắm luôn á. Bác ba ra lấy hộp nha. Chú Đẹp tặng cho chú Đẹp á. Cảm ơn chân trời. Bác ba ơi, đừng có sợ, đừng có lo, không thấy bác ba đâu. Yeah, vậy thấy được. Chưa đầu nha. Dạ, bác ba một hộp, để xíu con để đậu phộng vô ra. Còn ai nữa không? Nhanh lên em ơi, nhanh lên. Phước kìa, để anh kêu. Dạ. Anh Phước ơi, ra lấy bánh nước nè, nhanh lên. À, chị ba sản xuất không kịp luôn. Cái máy này phải coi lại tiến độ làm việc mới được. Mới dạ chưa Phước. Đây của em. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi của em một hộp nha. Cô ba bánh nước miễn phí. Bánh ghé lại, ghé lại. Bánh nước. Dạ miễn phí. Đợi cô ba đứng lại đợi con xíu nha, có liền nè. Cho một hộp bánh nước. Ông hai bà hai có rồi trơn rồi. Đợi con chút xíu nha. Không có bán bữa nay cô Hỷ mua hết rồi. Có bán. Cảm ơn nha. Dạ không có gì. Còn ai nữa không ta? Còn Phước kìa. Có nước mắm chưa? Chưa. Đây. Bánh nước đây mà vô. Phước ơi, đứng lại, lên đây nè, nhanh lên. Cảm ơn em. Dạ. Bà Sáu ơi, ghé lại. Nhanh lên, bà Sáu, Sáu ghé lại. Ghé lại, ghé lại. Bánh nước bà Sáu ơi. Bà Sáu với chị Ho hai hộp. Để chị ba thêm hộp. Rồi, để xíu có nước mắm rồi luôn đúng không? Đúng rồi. Chưa có nước này, chưa có nước mắm. Rồi. Chị, ghé lại. Đây. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Để con xíu nha. Có liền đây. Cái này phải bọc đi. Ủa mà không bọc cũng được. Nước mắm. Ôi, đắt quá trời luôn. Quên đổ bọng luôn. Ở đây còn ai nữa không ta? Đây, cô Hiếm Ba. Dạ rồi, không có gì. Rồi, xong rồi. À, các bạn ơi, tiếp tục thì mấy chị mình đi lên về dạy trên kia nha. Khúc này là hết cái sớm của tụi mình rồi đó. Thì nãy giờ cũng phát được rất là nhiều luôn. Thì giờ bây giờ mấy chị em mình sẽ thay mặt cô Thủy đi về dạy lên để phát tiếp nha. Giờ đi đang thử thách cho chị ba bóc đồ. Quen rồi, giờ này là quen rồi, giờ đi vô bóc được rồi đó. Chả lụa có nem ha, có đậu phộng ha. Ôi ôi, nhìn mà ta nói nó đói gì đâu. Bánh nước miễn phí đây, bà Út ơi. Bà Út ơi. Bà Út ra lấy bánh nước miễn phí nè. Miễn phí Út ơi. Ngon lắm. Hai bà Út luôn. Rồi. Nhanh lên. À, thêm hai có nhà không ta? Đây mày một. Thêm ra lấy bánh nước ăn nè, miễn phí, ngon lắm. Dạ. Cái này rồi nè. Chú ghé lại, ghé lại. Đây. Dạ, hôm nay tụi con thay mặt cô Thủy thì cô Thủy đã mua hết bánh nước rồi nên là con không có bán nữa. Thì con thay mặt đưa cho mọi người một hộp nha. Dạ rồi. Với lại bà Út kia một hộp nữa, đưa cho bà Út kia luôn. Dạ mỗi người chỉ được một hộp thôi tại vì dạ quy định của tụi con là như vậy á. Bye bye bye.
bay. Rồi đủ chưa? Ông Sáu ơi, ông Sáu ghé lại ăn hộp bánh nước đi, miễn phí. Thôi. Thôi lại sao? Đâu có thôi đâu. Thôi mà. Thôi. Tự nhiên cái thôi à. Không biết là bà ba ăn tương hay ăn mặn ta. Chắc là bà ba ăn tương rồi. Hình như là bà ăn tương quá. Tương hả? Bà ba ăn tương là bà ba đâu ăn được cái này đâu ta. Hay là bà ba ăn ăn khỏi cần ăn cái này, ăn cái này thôi. Cái này, cái này, cái này. Bánh không ăn gì? Thì ăn bánh đó. Chú ơi, chú Linh ơi, bánh nước miễn phí. Hai vợ chồng, hai hộp. Khỏi nấu cơm. Hả? Còn nhỏ con gái nó đổi mèo luôn. Con gái đi làm rồi, không có nhà. Gần dữ. Ờ, chủ nhật mà. Vậy con xin lỗi nha, con sai đi. Con hộp nha. Lấy cho chú. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi, đủ rồi ha. Nữa cho con cái nha đam đi chú. Rồi. Nè, ơi cả uống không cắt đi. Chút 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 vậy con xin á. Dạ, cắt tỉa mẹ ngoài. Dạ. Xin. Ông ơi, bánh nước miễn phí nè. Miễn phí ông ơi. Ông Bảy, ông Bảy. Má. Hả? Mắm. Ông Bảy ăn tương ăn mặn vậy? À, tương mặn đều dùng được, hai hộp đi, cho liền hai hộp. Ủa bà ba ơi, bà ba ăn tương ăn mặn vậy? Tương ra. Rồi luôn. Rồi, không. Bánh nước. Rồi. Bánh nước miễn phí. Dạ. Nước dạ mặn. Nước mặn. Đây tặng cho ông Tư với ông Bảy mỗi người một hộp nha. Của cô Hỷ tặng cho hai người. Dạ rồi. Không có gì, dạ. Rồi, tiếp tục thôi. Tiếp tục thôi. Xe nha. Ép vô chị ba coi chừng. Dạ được, dạ được. Dạ, dạ rồi. Bà ai bánh nướng không? Dạ. Dạ, dạ được. Cô một hộp. Cô có chưa? Chưa, bác chưa, bác ngầu đó. Cô đợi xíu, cô đợi xíu. Cho cô một hộp nha. Trời ơi, bữa nay mấy mày quay vụ rau muống á, tới thằng Tấn ngoài Bình Dương nó nói cô ba bé bầu nè. Còn có thằng Tấn á, thằng quỷ nhỏ đó. Nó thấy cái bộ mang dép ra tôi la nó. Con bộ đi chơi với con mày nhét vô đó hồi nào. Đây. Cảm ơn. Dạ không có gì. Dạ. Đi đây. Chị cảm ơn cô. Chị này quả. Dạ. Chị này nè. Ai bánh nước không? Khúc này là không có ai luôn. Hồi em đi bán á, khúc này là ế lắm á. Vắng không? Dạ, khúc này không có người. Còn nhiêu đây chắc cũng vài chục hộp nữa. Mà sao em thấy ít nước mắm rồi đó. Ít nước mắm vậy ta? Sao em thấy nước mắm không được nhiều vậy ta? Hay là do nãy giờ mình... Ê, nè, nè, hồi nãy là cái bọc người ta làm sẵn, ta để nước mắm vô trong đó rồi đó. Chúng lấy cái dễ vô nữa. Vậy hai ta dư hai bọc á. Thiệt vậy hả? Rồi luôn. Không chị, cái khoảng này ủa? Đầu là mình không chị ơi, trong đó. Hộp đâu có nước mắm đâu. Không có mà. Dạ, cái không. Đầu bài phát không có nhiều. Lúc em mở ra hộp đầu tiên đâu có nước mắm đâu nha. Mấy hộp sau thì có, mấy hộp sau coi là có hết luôn. Mấy hộp sau là ít lắm, đâu có nhiều nên hình như nước mắm là cô cho cái thiếu này, rồi. Cái phần sau này là lúc mà em phát là em cũng có coi là có hay chưa nữa. Ừ. Vậy là chắc thiếu rồi. Chắc là của cô bán rồi, cô điếm thiếu rồi đó. Bánh nước miễn phí đây, bà Tám ơi. Bà Tám lấy bánh nước miễn phí ăn nha. Bà Tám ăn mặn ăn tương. Bà Tám chắc là chai mặn đều dùng được. Chị ba ơi dừng. Lọc suy nghĩ rồi chị ba. Chị ba đi xách gạt đó. Cho bà Tám một hộp. Dạ bánh nước miễn phí. Dạ mặn. Dạ mặn. Dạ. Nhật ơi. Dạ. Bánh nè miễn phí. Lên. Ngon lắm. Không ăn hả? Trời ơi, nhát cái gì? Ba Kiều Vi. Dạ con. Dạ có, để ít. Dạ hôm nay tụi con tặng miễn phí á, xe của tụi con đây cô Thủy bán mua hết rồi. Mỗi người một hộp. Mấy chú, mỗi người mỗi chú một hộp nha. Rồi. Sợ đò lên. Né không? Né đò hả? Không, không sao đâu, đò chứa lên. Đò chứa lên. Cho hai đứa nhỏ ra được không bà? À, tại tôi có quy định mỗi người một hộp và thay mặt cô Thủy rồi. Dạ mỗi người chỉ được một hộp thôi. Không được, mỗi người một hộp thôi. Dạ bánh nước. Dạ có hộ.
Thôi đưa cho cô tư hộp nữa, thím tư hộp. Đưa cho thím tư hộp nữa. Thím tư ngồi trong. Bà nhát lắm, bà không dám ra. Đó giờ không dám ra. Dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi, bữa nay ăn là ướt cái gì là được cái đó đó. Ướt gì? Em giờ lấy giờ. Chú Tuấn, đứng lại. Tuấn, đứng lại. Đứng rồi. Ngừng lại. Dạ, mà. Miễn phí. Ồ, cái này cô Thủy mua rồi, tụi con chỉ đi phát thôi à. Thôi bữa nay là hên lắm đó nha. Ngừng lại. Thôi, mới hưởng hợp à. Chú lấy chai. Mua không bán hả? Mua bán. Trời ơi, miễn phí hả? Thôi. Mua không bán. Trả tiền không lấy luôn. Sao đò lên. Đưa cho chú nè. Đây, của chú Tuấn nha. Cái bọc bự quá à. Bọc cho bự phải hai ba hộp gì chứ mới vừa. Tại vì không có bọc nhỏ. Cho thím ba hộp đi Ngân ơi. Thím ba hộp. Dạ không, cái này miễn phí á thím ba. Của cô Hỷ mua giùm rồi. Dạ hôm nay tụi con không có bán, không có tốn tiền. Tặng cho thím ba. Đây con bỏ vô. Rồi, đây của thím ba nha. Dạ không có gì. Dạ. À, cô tiếp một hộp. Ăn thử nha. Ủa ăn là phải thiệt chứ tại sao phải thử? Ngon lắm á, ở đây không có ai bán cái bánh này đâu. Nè Ngân ơi. Rớt ra hộp chị. Dạ. Nè Ngân ơi. Lên. Bà quen mời em đi. Dạ, hộp đi, tôi bả đi. Đây mười đỏ được lên YouTube rồi. Đỏ bả giống gà hộp nữa. Ở đâu đi chị? Dạ mỗi người một hộp thôi. Nè Ngân ơi. Cho cô trong nhà một hộp. Rồi, để trong nhà một hộp. Một hộp nữa hả? Dạ. Đâu ai bán đâu rồi. Để ngay bàn cho cô đi Ngân ơi. Tại có con chó, em không dám vô. Ôi thiếu nước mắm rồi. Bánh nước mà thiếu nước mắm thì nó sẽ không ngon. Chú Tư. Thím. Cô, chú. Mình chú. Ngon chú? Ngon. Ngon nha. Ngon lắm á. Dạ 15 ngàn hộp. Dạ 15. Con mua 15 mà. Trời chú nói là 20.000 hộp luôn. Vậy là chú mua mắc rồi đó. Tư. Ăn nước ăn tư ơi. Ăn lấy thảo với tụi con nha. Xong chưa nha? Thì mình đi lên nha. Rồi. Tiếp tục. Bánh nước miễn phí đây. Dừng chân ghé lại. Dạ bánh nước ngon lắm. Ôi thiếu nước mắm rồi, hơi buồn. Lại đây giùm con đi. Lại đây giùm con nè. Dạ không, có mặt mới được, không có mặt con hỏng chưa luôn. Bánh nước miễn phí. Ông Tám, bà Tám ơi, ăn bánh nước không? Bánh nước miễn phí. À, bữa nay ăn tương ha. Ăn tương. Rồi, xui luôn. Nay mùng 1. Thôi, bữa nay ăn tương. Ai vậy ta? Rồi bây giờ làm sao nước mắm mấy không? Cô ơi. Bánh nước miễn phí nè. Bánh nước miễn phí. Lấy hộp về ăn nha. Rồi, có liền, đợi xíu. Hai người hai hộp luôn. Mãi vô. Lên ngay khúc cắt nhà kìa, chắc là ha nhiều người lắm á. Không có gì cô ơi. Được không chị? Vô lấy mắm nha chú. Cảm ơn nha. Dạ không có gì đâu. Tại cho chú mà không có nước mắm thì chú ăn không ngon nữa. Dạ. Có người mua cho tụi con rồi. Rồi. Cô Thủy đã mua rồi. Ai bánh nước không? Nay chủ nhật họ cũng nghỉ. Bánh nước không?
đây, bánh đây. Nước miễn phí đây cô chú ơi. Bà hai ơi, bà hai ăn tương hay bà hai ăn mặn vậy? Thôi, con phát bánh nước miễn phí nhưng mà là mặn. Bánh nước hả bà hai? Dạ. Mặn bà hai ăn không được. Dạ. Tháng 4 ngày, nay ngày ngày ăn tương luôn. Ông hai cũng vậy luôn. Bánh nước, bánh nước, dạ, bánh nước mặn không hả? Bà hai ăn được không? Dạ. Mặn nha. Mặn nha. Dạ đây con gửi. Chấp nhận phá lệ luôn. À, bà hai, ông hai ơi, này là của cô Thủy tặng cho mọi người. Nhưng mà hết nước mắm rồi. Nên là ông hai, bà hai trang đỡ giùm con cái khác nha. Ông bà hai ông hai bà hai lấy nước mắm nhà cho em giùm con nha. Rồi, dạ. Bộ có mặn nữa hả? Dạ, dạ này mặn. Mặn không mà không mặn có tương. Dạ. Dạ. Thôi kệ đi. Đây, ba, bà hai. Dạ, không có dạ. Gì. Ở Ngân ơi, có đũa chưa? Rồi, cảm ơn vậy. Thôi, thôi, đũa khỏi cũng được. Khỏi ha. Khỏi đi. Nhanh lên, tiến lại, tiến lại. Tiến lại. Ôi chết, bà đông quá chị ơi. Vào. Dạ, mỗi người một hộp, nay là của cô Thủy phát. Nhưng mà có cái là không có nước mắm nên mấy cô lấy nước mắm giùm tụi con nha. Tụi con phát cái nó, tới đây cái nó hết, nó xui. Người có một hộp hả? Dạ, mỗi người một hộp nha cô. Chị ơi, đủ chưa? Rồi, rồi, đủ rồi em ạ. Ăn bánh nước không? Sao này có 2 miếng rồi? Vô, vô, đặng mắm nước ngoài, nước ngoài cho đó. Của lớp bên kia không có 2 miếng giải chứ. Của cô gì cho? Của cô Thủy á chị. Cô Thủy. Dạ, cảm ơn cô Thủy là được rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Mời mấy cô về lấy nước mắm giùm con nha. Khỏe mạnh nha, đẹp đẽ chẳng nghe nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, chắc chắn là đẹp rồi. Đây. Có một người đi không được xin giùm hộp được không cô? Dạ được. Để đi không được thì được. Dạ con biết bà cụ đó rồi. Dạ biết, không biết. Tại bắt đầu đi hết được rồi. Ờ vậy đó không à. Dạ dạ em biết rồi. Rồi về ai trang nước tương. Dạ trang giúp giùm con nha, tại vì tự nhiên đi tới đây cái nó hết nước mắm. Đây của bà cụ. Ờ, vậy các bạn. Ủa trời ơi. Còn biết sao nữa? Còn biết sao nữa? Dạ. Thủy đó đi vô. Thủy đó đi vô ạ. Đây. Có một hộp nữa. Bữa nay ở nhà hả? Rồi em lấy một hộp nha. Vô chen nước mắm giúp chị nha. Rồi đợi xíu, để đang làm. Đây, đậu phộng. Rồi chị cảm ơn. Dạ không có gì đâu bà ơi, bà vô chén nước mắm giúp nha, chị chén nước mắm giúp giùm nha, đợi xíu. Rồi chị ba làm không kịp, từ từ. Đây để chị trước nha. Dạ dạ. Còn ai nữa không? Em để chị lấy cho em một hộp luôn. Dạ. Không đổ nha. Cho tôi. Rồi. Đây của em, bà đợi xíu nha. Rồi, của em. Giỏi nó, cảm ơn đi. Cảm ơn đi, cảm ơn cô. Giỏi. Đây đây đây. Rồi, vô chai nước mắm đỡ giùm con nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu cô. Dạ, tụi con đi nha. Đi thôi. Ôi mới đây mà lưng cạn rồi. Còn có chút xíu nữa là hết rồi. Hết rồi, sắp hết rồi. Ôi tiếc cái là không có nước mắm ha. Hình như tụi nó đang chạy lên lấy bánh hay sao trời. Thơm quá trời luôn, thơm nức mũi luôn. Nghe cái mùi nó buồn. Ăn bánh không? Bánh miễn phí nè. Nhanh lên nha, nhanh thì còn chậm là hết đó. Ngon không chưa? Nè chị nói nè, cái này á là bởi vì là hết nước mắm rồi nên là về á kêu mẹ Trang vô nha. Nè nó chưa có nước mắm. Ơi, nhà có mắm không? Có không? Rồi, có không? Về nói bà Trang mắm nha, nhà làm gì không có nước mắm đỡ. Ủa nhưng mà lấy thì phải nói làm sao? Cảm ơn. Giỏi. Rồi có em sao? Giỏi, còn một em nữa. Đợi chị chút. Đợi chị chút nha. Còn hai cái hộp à? Để tôi cầm cho. Chừng gớt nha. Còn hai hộp cuối cùng. Cho hai người may mắn nhất. Rồi, giỏi, không có gì. Em xin cho ai? Cho bà. Bà. Bà em đâu? Bà ở Đặng. Rồi, lấy cho bà em.
Ôi xe quá trời luôn, xách vô. Hết cái kia thì mình mua hết cái này đi chị. Mấy cái này đi. Nhưng mà cũng hết luôn á. Cũng được. Đây của em nha. Rồi nó cảm ơn đi. Em cảm ơn chị. Giỏi. Còn một hộp cuối cùng. Thiếu cái hộp. Hết rồi hả chị? Còn một hộp nữa mà hết hộp rồi. Hết hộp rồi. Vậy là cũng hay lắm rồi, hết rồi, mình cũng canh dừa canh mà có cái dừa. Chả còn chả hồi nãy là 4 miếng mà cho ba bốc 3 miếng rồi, nó ba miếng dừa cũng 4 miếng không ba khúc sau ba khúc 2 nữa. Còn một cái hộp, còn một hộp cuối cùng cho vô cái bọc. Rồi nói sao, cảm ơn chị. Giỏi. Rồi đến đây, đây để chị lấy cho. Còn một em nữa để lấy cho em. Giờ em chị để cho cái bọc cho em nha. Rồi về em chút ra ngoài dĩa nha. Dạ đi, nói dạ đi. Em của ông Đạo. Bạn em, bạn học của em. Chưa sao. Về nói ăn, ăn rau giá gì không con? Biết ăn rau không? Biết luôn. Trời giỏi quá. Rồi để ít rau cho nó thôi. Hết rồi, hết trơn rồi. Chỉ còn một bạn cuối cùng thôi. Bạn này may mắn. Ăn chung với anh bà. Ăn chung với anh này luôn. Rồi chấp nhận luôn. Cho nhiều nhiều đi, người ta ăn chung với nhau kìa. Ăn chung nhau kìa, cho thêm chả đi. Về nói chị chan nước mắm vô nha. Tại chị không có nước mắm. Có đũa không nha rồi. Nè, hai anh em ăn chung với hai đũa luôn. Nè nè nè, hai bạn gì chúng nhau. Rồi, rồi nói sao? Cảm ơn chị. Giỏi, rồi bye bye. Ui trời đất ơi. Hết rồi, hết rồi. Các bạn ơi, hôm nay thì chỉ đi một sớm có chút xíu thôi à, mà đã hết trơn rồi. Hết trơn toàn bộ 100 hộp bánh nước luôn. Thì mấy chị em mình phát rất là vui. Bà con trong xóm thì ai cũng vui hết á, từ người già đến trẻ nhỏ. Thì tụi con chân thành cảm ơn cô Thủy rất là nhiều nha. Thì con chúc cho cô luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp nha cô. Bây giờ tụi con xin phép cô, tụi con về. Chào cô, chào các bạn nha, bye bye. Đi về thôi.